Hello, xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh bán hàng của đồ gỗ Minh Hạ xuất tàu của chúng em. Hôm nay cơ sở chúng em xin giới thiệu đến toàn thể quý anh chị khách hàng một bộ ba làm trên chất liệu là gỗ hương nào, hàng đạt tiêu chuẩn xuất tàu quý anh chị nhé. Em xin giới thiệu sơ qua, đây là một bộ ba làm máy tàu 100% đôn kẹp có hốc để đồ các bác nhé. Và hàng tuyển chọn lựa vân lựa gỗ, hàng mộng kẹp máy tàu 100%, chân cột liền và gỗ không có lỗi, không có vết, hàng vân đỏ đen nha các bác nhé. Vân đỏ đen tuyển chọn này các bác này, giá chỉ có hơn 10 triệu đồng thôi. Các bác nào có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp cho em Cánh để em Cánh được tư vấn cho các bác nhé. Bộ sản phẩm này của em thì là có thông số kích thước như sau: mặt ngồi sử dụng là 6250 và chiều cao từ đất cho đến mặt ngồi là 49, cao tổng thể từ đất cho đến đỉnh trương là 1m23, mặt dày 1/2, mặt đôn cũng dày 1/2, hốc để đồ là 1/9 ly đậu nha các bác nhé. Đấy, khuôn tranh dày 3/2, khuôn tranh cái này thì dày dặn hơn bộ tay quan này của em đấy. Bác nào có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp qua cho xưởng của em Khánh qua số điện thoại 0865507206, có cả Zalo, và số điện thoại thứ hai của em là 0961384061 và địa chỉ tại làng nghề Vân Điểm, Vân Hà, Đông Anh, Hà Nội nhé. Xưởng giáp Tết hoàn thiện cực kỳ là nhiều hàng. Đây là một trong ba cơ sở của đồ gỗ mỹ nghệ xuất tàu của chúng em. Các bác nào có nhu cầu thì liên hệ qua số điện thoại em vừa đọc trên, sẽ mua được với giá đúng giá trị thực các bác nhé. Mua hàng được với giá đúng giá trị thực. Và hàng này là em hoàn thiện xi nha các bác nhé, không có một chút gọi là BU, BU gì đâu các bác nhé. Hàng hoàn thiện xi thì các bác đảm bảo luôn, yên tâm luôn nha các bác nhé. Và em quên không cho các bác xem cái phần mộng mạng cho các bác. Đấy, cho các bác xem sơ qua bộ sản phẩm này. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video giới thiệu sản phẩm tiếp theo của em nhé.